Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề, đấy chính là đừng phụ thuộc vào người khác và đừng để người khác chi phối cuộc đời của các bạn. Các bạn thân mến, rất nhiều trong số chúng ta để cuộc đời của mình bị chi phối bởi người khác và luôn phụ thuộc vào họ. Chúng ta rất dễ bị chi phối bởi những lời khen, những lời công nhận. Và vì để chiến đấu, phấn đấu để có được những lời khen đấy, đôi khi chúng ta phải làm những cái điều mà chúng ta thấy rằng ồ, nó không thực sự cần thiết với mình, nhưng mà người ta vẫn phải làm vì muốn có sự công nhận của người khác. Nhưng các bạn biết không, các bạn không cần ai phải công nhận các bạn cả. Các bạn cứ làm những cái điều đúng đắn mà mình nghĩ cần phải làm thôi. Bạn không cần phải ai đó công nhận rằng bạn thông minh thì bạn mới là một người thông minh. Cũng đừng bao giờ nghe một ai đó nói rằng bạn không đủ tốt để làm cái này đâu, bạn không đủ giỏi để làm cái này đâu, bạn không đủ tài để làm cái này đâu, bạn không đủ xinh đẹp để đảm đương được vị trí này đâu. Đừng để cho những cái lời của người khác ảnh hưởng đến bạn. Vì bạn biết điều gì không? Bạn là con của Thượng Đế. Bạn phải biết rằng bạn là độc nhất vô nhị. Bạn là có 102. Nếu bạn không có cái A hoặc cái B thì đơn thuần là bởi vì bạn không cần nó mà thôi. Còn bạn, bạn có khả năng để làm bất kỳ cái điều gì mà bạn muốn. Bất kỳ một cái suy nghĩ nào được gieo vào trong đầu các bạn không phải là ngẫu nhiên đâu. Không bao giờ là ngẫu nhiên hết. Đó là cái thứ thuộc về bạn. Thượng Đế đã đưa nó vào trong đầu bạn để bạn biết rằng mục tiêu đó, con số đó, số tiền đó mà bạn mong muốn, vị trí đó mà bạn mong muốn, nó thuộc về bạn. Và đương nhiên, đôi khi Thượng Đế sẽ không cho bạn ngay và luôn cái điều đấy. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà gieo nó vào trong đầu bạn, để rồi dần dần bạn có được thứ bạn muốn. Nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng, hãy giữ một đức tin tuyệt đối rằng bạn là con của Thượng Đế. Có thể nào mà bạn không đặc biệt được không? Bạn là độc nhất vô nhị. Và bạn không có gì là không thể làm được trên cuộc đời này cả. Có thể đơn phương độc A Mã bạn sẽ không làm được, nhưng đi với Thượng Đế chắc chắn bạn sẽ làm được. Giá trị của bạn không đến từ miệng của người khác. Không phải họ công nhận, họ nói thế thì phải là như thế. Nếu họ không đánh giá cao bạn thì bạn đánh giá cao chính mình. Bạn không cần sự ca ngợi của người khác mới cảm thấy yên tâm, mới cảm thấy hài lòng về bản thân. Thượng Đế biết tại sao Thượng Đế lại mang bạn đến với cuộc đời này. Bạn biết sứ mệnh của mình ở đâu, bạn biết mình cần phải làm gì. Và đôi khi các bạn biết điều gì không? Cái lý do mà chúng ta không nên để người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta là bởi vì đôi khi người ta không có những cái thứ đó để người ta cho bạn được, nên là mới khiến cho các bạn có những cảm giác không hài lòng với bản thân. Ví dụ, đó không phải là một người được yêu thương, không phải là một người hạnh phúc, vui vẻ, thì họ không thể nào nói với các bạn về những cái thứ hạnh phúc vui vẻ, đúng không? Về những cái yêu thương được. Hoặc nếu như họ không được yêu, họ sẽ luôn luôn cho các bạn cái suy nghĩ là trên đời này không có tình yêu đích thực đâu, không có ai coi bạn là quan trọng đâu, bạn phải thế này, bạn phải thế kia. Đơn thuần là bởi vì họ chưa được trải qua một cái tình yêu như thế, đúng không? Hoặc là một người không tin vào bạn có khả năng để kiếm được từng này tiền một tháng hay từng này tiền một năm, đơn giản là vì cái người đó không có năng lực để làm được điều đấy, nên họ không thể nói với bạn những cái điều tích cực được. Và ngay cả khi họ có năng lực để làm điều đấy rồi họ cười nhạo các bạn rằng bạn không có năng lực, thì không bạn ạ, lời nói của họ không quyết định được cái gì hết. Chỉ có lời của Thượng Đế mới là tối cao thôi. Chỉ có lời Thượng Đế nói với các bạn mới là đúng đắn thôi. Và Thượng Đế luôn luôn dành những cái điều tốt đẹp nhất cho các bạn ở phía trước. Các bạn hãy cứ bước đi đi. Thượng Đế biết lúc nào cơ hội sẽ xuất hiện, cơ hội nên xuất hiện như thế nào, ở đâu và ra sao, để dành cho các bạn một cái lộ trình hoàn thiện nhất. Đừng vội vàng, hãy có niềm tin, có sự kiên nhẫn vào Thượng Đế, để biết rằng Thượng Đế mới là người phán quyết cuối cùng, chứ không một ai khác có cái quyền đó, đặc biệt không để họ có quyền đó quyết định trong cuộc sống của các bạn. Các bạn biết không, đừng bao giờ tự ti về bản thân. Đừng bao giờ để cho những lời chê bai, coi thường, hạ thấp của người khác ảnh hưởng đến bạn. Bởi các bạn
chính là kiệt tác của Thượng Đế. Thượng Đế gọi bạn là gì? Bạn là kiệt tác của Thượng Đế. Tại sao gọi là kiệt tác? Vì không ai giống bạn ở trên cuộc đời này cả. Và Thượng Đế luôn trao cho các bạn những cái sứ mệnh. Chỉ là các bạn có đang lắng nghe và đi theo những cái sứ mệnh đó không? Đừng bao giờ dựa vào người khác, dựa vào sự công nhận của người khác, dựa vào những câu nói của người khác để mà xáo trộn, để mà hủy hoại cái đời sống tinh thần của mình, để mình nhụt chí, mình mất ý chí, hay là mình căm hận, mình phẫn nộ, mình hận thù. Thì đừng các bạn nhé. Đừng bao giờ dựa vào họ, bởi vì dựa vào những người khác thì chúng ta sẽ luôn luôn thất vọng. Chúng ta luôn ở trong cái trạng thái là chúng ta phải thỏa mãn những kỳ vọng của người khác. Như vậy thì sẽ rất là mệt mỏi đấy. Đừng dựa vào họ, bạn sẽ thất vọng. Hãy dựa vào Thượng Đế. Thượng Đế sẽ không bao giờ khiến cho các bạn thất vọng, vô vọng cả. Và có một câu nói rất hay là đừng bao giờ bắt người khác phải giống mình. Và cũng đừng bao giờ đòi họ người ta cái thứ mà người ta không có. Ví dụ họ là một cái người không có hạnh phúc, họ không có niềm tin vào hạnh phúc, thì bạn không thể nào mà bắt họ phải cho bạn một cái niềm tin về hạnh phúc cả, đúng không? Hoặc họ không có năng lực để kiếm tiền, họ không có năng lực để tiến xa hơn trong cái địa vị trong cuộc sống hoặc là trong công việc, thì bạn không thể nào kỳ vọng họ cho bạn một cái niềm tin hay là một cái hướng đi để bạn có thể đạt được cái vị trí đó. Mà người ta sẽ thường sẽ cho các bạn nhụt chí rằng không được đâu, không làm vậy được đâu, không có được điều đó đâu. Đừng quan tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình. Hãy quan tâm đến việc Thượng Đế đang nghĩ gì. Thượng Đế của bạn vẫn luôn theo dõi các bạn và đang dọn đường cho các bạn, cho những cái điều tuyệt vời hơn đang xảy ra ở phía trước đấy. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình không xứng. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không đủ giỏi, không đủ tài. Bạn chưa đủ giỏi, chưa đủ tài. Thượng Đế sẽ trang bị cho các bạn đủ những điều đó. Thượng Đế có trong tay tất cả. Có cái gì thiếu để mà không thể cho bạn được đâu. Chỉ là sẽ cho bạn ở một thời điểm phù hợp, sẽ cho bạn ở một con đường bạn sẽ đi trong tương lai. Hãy giữ vững niềm tin vào đó. Hãy tìm cách để thỏa mãn, để làm hài lòng Thượng Đế của chúng ta, chứ không phải là thỏa mãn những cái người xung quanh chúng ta. Cố cho được, để cho người ta ghi nhận mình, để người ta công nhận mình. Không, chẳng để làm gì cả các bạn ạ. Và thực tế cũng có rất là nhiều, vô cùng nhiều những người tạo nên kỳ tích trong cuộc đời của họ bằng cái cách không quan tâm đến việc những người xung quanh nghĩ gì, không để cho họ ảnh hưởng đến mình. Họ tiến thẳng đến con đường mà thuộc về họ. Vì thế đừng kỳ vọng vào ai cả, cũng đừng để mình phụ thuộc vào ai, cũng đừng để ai ảnh hưởng đến mình. Quan trọng trong cuộc sống này là các bạn sẽ phải luôn luôn ý thức rằng các bạn là độc nhất vô nhị, các bạn là kiệt tác của vũ trụ, của Thượng Đế. Hãy có niềm tin vĩ đại vào cái sự tối cao của Thượng Đế, của vũ trụ này, để có thể đem đến cho bạn những cái điều tuyệt vời nhất. Đừng sợ nếu như bạn thấy rằng bạn chưa có đủ trải nghiệm, chưa có đủ kinh nghiệm, chưa có đủ khả năng. Bạn sẽ được trang bị nó với niềm tin vào Thượng Đế. Ở những thời điểm phù hợp, bạn sẽ có những bước ngoặt phù hợp, sẽ có những cơ hội phù hợp để bạn đi lên những cái nấc thang nó thuộc về mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn thấp kém. Đừng bao giờ để người khác quyết định cuộc sống của bạn. Đừng bao giờ để người khác quyết định rằng bạn sẽ là ai, bạn sẽ có thể đi đến đâu. Bạn mới là người quyết định điều đó. Với sự đồng hành của Thượng Đế, không gì là không thể. Và hãy tin cho mình, mọi điều tốt đẹp hơn đang chờ các bạn ở phía trước, và không bao giờ bỏ cuộc các bạn nhé. Và chỉ cần một người có đức tin, một người có niềm tin vô cùng vào Thượng Đế, thì dần dần con đường sẽ ngày càng rõ lên và đích đến của các bạn sẽ được các bạn chạm vào đó. Hãy luôn giữ vững niềm tin và đức tin của mình các bạn nhé. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.